Tu tập pháp này không thể ngăn đạo nhờ chánh kiến ta thấy sự vấn nạn ấy vô lý. Vì thấy sự vấn nạn ấy vô lý nên được trụ an ổn, trụ không sợ hãi, tự xưng ta ở ngôi vị đại tiên tôn kính, ở giữa đại chúng giống lên tiếng sư tử chúa, quay xe diệu phạm, xe ấy thanh tịnh chánh chân vô thượng, tất cả sa môn bà la môn vân vân không ai có thể chuyển đúng như pháp được, đó là điều không sợ thứ ba. Đại Bồ Tát nào dùng vô sở đắc mà làm phương tiện vì các đệ tử nói đạo chấm dứt khổ? Nếu có sa môn hoặc bà la môn hoặc thiên ma phạm hoặc kẻ khác trong thế gian y pháp lập ra sự vấn nạn làm cho Bồ Tát suy nghĩ bởi lời nói thế này, tu đạo này không thể chấm dứt khổ được, nhờ chánh kiến ta thấy sự vấn nạn ấy vô lý, vì thấy sự vấn nạn ấy vô lý nên được trụ an ổn, trụ không sợ hãi, tự xưng ta ở ngôi vị đại tiên tôn kính, ở giữa đại chúng giống tiếng sư tử chúa, chuyển xe diệu phạm, xe ấy thanh tịnh chánh chân vô thượng, tất cả sa môn bà la môn vân vân không ai có thể chuyển như pháp được, đó là điều không sợ thứ tư. Nên biết đó là tướng đại thừa của Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa Thâm Sâu. Hết quyển thứ 489.